chào các bạn. Hôm nay mình đang trên con đường đi về nhà mình. Trời bắt đầu tuyết rồi nên mình muốn quay video clip này cho các bạn xem thử tuyết đầu mùa như thế nào. Tuyết đầu mùa thường thường nó tuyết rất ít nhưng mà lần này nó tuyết rất là nhiều. Lần này nó tới 12 inch, khoảng chừng 25cm. Một bão tuyết trận lớn đầu tiên mà bão tuyết nên rất là chuyện rất là lạ thường. Con đường này con đường ở vùng quê thôi nên không có thấy nhà nhiều. Các bạn thấy hai bên là mấy cái cây nó đã rụng lá hết rồi. Con đường này là con đường về mấy cái thao nhỏ, mấy cái thị trấn nhỏ ở cái thành phố gần thành phố Millbury. Mấy cái thao nhỏ thì thường thường cái con đường đi nó chỉ có hai lane à, hai lần xe chạy, một bên ngược với một đường ngược lại đây, đường chạy ngược chiều lại với nhau. Các bạn thấy lâu lâu có một căn nhà hay hai căn nhà thôi. Mà thường thường nhà ở đây là nhà mấy cái nhà của mấy cái chủ nông trại nên nhà rất là lớn. Phố này nó hơi buồn. Các bạn thấy bên đây nhà lớn không? Bên tay phải à. Bạn thấy không? Đó, giống như một cái nông trại rồi, nhà nó ở đó vậy. Người ta trang trí tới sắp tới Noel nên người ta treo đèn Noel. Chuẩn bị đón Giáng sinh. Cái gì con? Soon. Wow, cái nhà bên tay trái này đẹp quá. Quá đẹp. Ngày hôm nay là ngày chủ nhật nên trên đường cũng ít xe với lại tuyết nên người ta đã biết. Thường thường dự báo thời tiết người ta đã biết tuyết trước nên người ta thường thường ở nhà. Tại hôm nay mình đi party với nhà bạn của mình nên mình ồ trước này có chuyện gì xảy ra đây. Cảnh sát hay cái gì cháy đèn đỏ đây à. Chắc bị xe đụng hay gì á. Đụng xe. Wow, thấy chưa, mỗi lần tuyết là rất là nguy hiểm. Này chắc gọi 911 quá, gọi cấp cứu tới nhà không biết có bị gì không. Xe cấp cứu tới rồi cảnh sát tới nữa. Ông bà cụ. Chắc ông bà cụ bị té tuyết hay sao rồi. Ambulance gọi 911, thường thường hôm nay bị chuyện gì thì gọi số 911 thì nó hỏi cần cái gì, mình nói là cần cảnh sát hoặc là cần xe cấp cứu tới thì nó tới liền. Rơi vậy mà nó đã chắn đường rồi, chút nữa nó rơi rất là nhiều, nó phủ đường. Nhưng mà tới lúc mà tới tối này là xe ủi tuyết nó chuẩn bị đi nên nó sẽ đẩy tuyết vô lại hết. Chứ lại nó rải muối nữa là tuyết nó sẽ tan. Bởi vì đường ở đây nó chạy mùa này thì nó làm đường rất là sạch. Nhưng mà cũng có nhiều đường nó làm cũng không sạch nên mình chạy xe phải cẩn thận, chạy chậm chậm lại. Wow, trang trí đèn Noel đẹp quá. Trang trí nhiều thứ luôn á. Oh my god, I just see Mr. Grinch. I just see Mr. Grinch. Wow, nhà này bự quá. Thị trấn này sao này chỗ trạm cảnh sát
sudden. Rồi tiết lớn vậy là ngày mai trường học nó đóng cửa, rồi mấy chỗ làm nó cũng đóng cửa. Tuyết mới rơi xuống nó còn trơn lắm.
sớm quá. Nếu mà tuyết mà càng sớm thì mùa đông nó càng dài. Có năm tới tháng 1 có tuyết, mà năm này mới đầu tháng 12 là có tuyết rồi. Bạn thấy trên phim trên đò thấy tuyết nó trắng đẹp các bạn, nhưng mà thật ra lúc mà xong hết nó rồi, xong nó bắt đầu xe nó đi củi đường, nó làm đường lại rồi nó rải muối, trời ơi nó dơ lắm. Bắt đầu lúc mà nó tan tuyết ra rồi nó giống như một ô. Wow, nhà nó trang trí đó, quá đẹp. Cái đèn màu vàng nó làm đẹp á. Ừ, bữa nay mình kiếm cái đèn màu vàng về mình trang trí lên, xong cái mình mua hai cây ấy mình để trước cửa. Plaza của cái chợ Market Basket. Trong này nó có Home Depot rồi nó có chợ đó lớn. Giống như cái Plaza vậy. Cái Plaza có cây xăng. Cây xăng, tiệm nail, Dunkin' Donuts, quán cà phê. Gà kính nó bị nước. Đó, chợ Market Basket bên tay phải.
cái cây xăng DJ này. Đó trả em vào xe kéo mà vừa xe ủi tuyết. Bạn thấy cái cản nó màu vàng chứ không đó, cái cản nó để nó ủi tuyết đó. Mấy người mà ủi tuyết kiếm tiền cũng nhiều mùa này lắm. Còn hãng xe Toyota bên đây, cái chỗ này đậu bạc kinh thêm của nó. Còn hãng nó nằm chính ngay đây, có cái cột cờ Mỹ gì đó, cái hãng Toyota đây à. Bạn thấy không? Tuyết nó nhiều vậy á, tuyết nó nhiều vậy chứ nó phải mướn người, sao trận tuyết là nó phải mướn người tới ủi, ủi tuyết với lại clean xe. Bạn thấy không, nguyên cái hãng của nó lớn không? Xuống cái kiến giống như mưa. Tại vì trong xe mình ấm á, nên tuyết nó rơi xuống cái nó ấm thì nó tan ra thành mưa liền. Tuyết nó lại nhỏ 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 nhỏ. Cái này nó mới bắt đầu thôi, chút nữa nó còn rơi nhiều nữa. Cái hạt tuyết nó sẽ bự hơn nữa. Chiếc xe chấp chấp đèn bên kia nó chuẩn bị, nó dàn hàng để nó chuẩn bị đi ủi, đi ủi tuyết. Từ từ anh ơi. Giờ xe ủi tuyết nó đi, bắt đầu đi nhiều lắm rồi. Đó, xe trước ủi tuyết. Mấy đứa này là mấy xe tư nhân. Nhà nước nhiều khi không đủ xe để ủi. Thank you.
con nai này bự quá các bạn. Wow, đẹp quá. Có nhiều nhà chưa có trang trí giống nhà mình nha, chưa trang trí nữa. Nhà này đẹp, nhà này bự. Wow, nhà này là cái nhà lớn nhất trong cái khu này. Nhà rất là đẹp. Cả hai lóng tay mà nó rơi khoảng chừng có 1 tiếng đồng hồ. Hai lóng tay mà như đây. Cái xuống giờ nó còn mạnh lắm. Bạn thấy không? Giống như đá bào vậy. Đây mới 4 giờ 45 mà trời như 8 9 giờ tối. Chưa trang trí gì hết. Cảm ơn các bạn đã coi video clip này. Hẹn các bạn video clip lần tới nha. Bye bye.